Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, các bạn chắc chắn đã nghe cái tiếng hát rất hay và rất vui. Và đấy chính là cái chương trình ca nhạc của cái buổi gặp gỡ sau 30 năm của cái đội May Trep Moder ở Paris. Và lúc này chúng tôi mới chuyển đến quý vị và các bạn là những cái chương trình của cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Thưa quý vị các bạn, ngày 15 tháng 4 năm 2017 tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, những người công nhân trong đội may Trep Moder Berlin đã tổ chức gặp mặt nhân 30 năm kỷ niệm ngày sang Cộng hòa Dân chủ Đức, nay là Cộng hòa Liên bang Đức. Cũng về dự phiên dịch, cũng về dự với gia đình chúng ta hôm nay, và tôi cũng là phiên dịch và các ban tổ chức cũng về dự hôm nay. Anh Tuấn Thô Ly ta đang cái đường về khoảng 15 phút nữa sẽ vào đây. Chị Đào Ina, đội trưởng, là một trong những người đứng ra tổ chức trong cái chương trình gặp mặt này, xúc động nói. 350 người đội của chúng ta, tức là cái đội lớn thứ hai của cái Linh này, lần đầu tiên sang Đức. Ở đây có ban phụ trách đội đầu tiên và thành phố Hồ Chí Minh 150 người. Sau 2 tuần, sứ quán bổ sung thêm 200 người nữa. 200 người nữa mà chỉ có một đội trưởng, một đội phó, một phiên dịch. Sau đấy thì là 3-4 tuần thì là anh Tài ốm, Tài phải đi vào bệnh viện. Tức là chúng tôi, tất cả 3 người phục vụ cho 300 người. Thì các bạn thấy là thế nào? Rất là khó khăn. 30 năm rồi, những người 18 đôi mươi năm đấy, hôm nay đã có nhiều người lên chức ông. Trong buổi gặp mặt hôm nay có cả những người bạn Đức, những người đã từng làm bê trói A của xí nghiệp. Chị Kim Nghiên xúc động đọc một bài thơ, chúng tôi xin trích đoạn. Thân thương vài đời, gặp nhau duyên phận do trời. Nên ta luôn hãy vì đời này đây, kết tình bạn hữu chốn này, giao lưu gặp gỡ đắp xây tình người. Trong đội có 350 người thì hầu hết là anh chị em ở thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và ở. Mặt cho đội nghệ tình kính chúc cho toàn thể đội may chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành đạt hơn nữa. Thay mặt cho những người bạn Đức cùng sát cánh với đội của Việt Nam, ông Sven đã cảm động nói lên những suy nghĩ của mình sau 30 năm gặp lại. Đội trưởng Đào Ina, đội phó và phiên dịch cùng mọi người, tất cả đều nâng chúc. Buổi gặp mặt tràn ngập niềm vui và những lời ca tiếng hát. Bên cạnh những lớp lớn tuổi thứ nhất, rồi lớp thứ hai và hiện nay có cả lớp thứ ba, các cháu được sinh ra và lớn lên ở Đức nhưng hát tiếng Việt rất tốt. Khánh Huyền, một ca sĩ của cộng đồng, thể hiện bài hát Việt Nam nước Đức mến yêu ơi, sáng tác của nhà báo Huy Thắng. Bài hát như khắc họa hình ảnh những người lao động trong đội may Trep Moder Berlin đến nước Đức cách đây 30 năm, giờ đây lan tỏa đi khắp mọi nơi,
hội nhập thành công và thành đạt. Thành thế quân thủ đô Tây Ninh, hát về mây trời lên hàng buồn. Ở thành phố nào là quê hương đứng cùng bó hồi Việt Nam, không sống an bình. Truyền thống của các đội lao động sang từ thời Cộng hòa Dân chủ Đức, giờ đây là Cộng hòa Liên bang Đức, là một nhu cầu mà mọi người ai cũng mong muốn. Mỗi khi gặp nhau để ôn lại những hình ảnh cũ, gặp nhau để tâm sự, để chia sẻ với nhau những niềm vui và nỗi buồn, và cũng là để giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Và đó cũng là tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng của người Việt Nam. Dù ở đâu, đi đâu, vẫn luôn luôn nhớ về nhau, nhớ về cội nguồn. Gặp mặt truyền thống của đội may Treff Modeller Berlin không chỉ là nhu cầu của lớp thứ nhất, lớp người đầu tiên đến Đức đi lao động hợp tác, mà còn là nhu cầu của con cái. Các cháu gặp gỡ nhau, giao lưu với nhau, vui chơi với nhau và biết đâu đó lại trở thành vợ thành chồng. Trong buổi gặp mặt này, chúng tôi may mắn gặp lại những cô gái ở Quảng Ninh. Chị Liên có cảm nhận gì mà khi chúng ta 30 năm rồi chúng ta gặp nhau ở đây? Em rất là tự hào khi gặp lại anh, nhất là người cột năm ạ. Dạ, nhất là nhà báo Huy Thắng và là người sáng tác ra một bài hát rất là hay ạ. Em tên Thơm anh. Bùi Thị Kim Thơm.
Bùi Thị Kiên Thơm quê ở Đông Triều. Các bạn biết là ở Đông Triều có cái đặc biệt đấy là nhà máy sứ Đông Triều và phòng cung Đông Triều và cũng như là mỏ than của khu vực Đông Triều. Vâng, đây là chính là cô gái của vùng mỏ của chúng tôi. Cô có thể nói cái điều gì đấy mà khi chúng ta gặp nhau ở đây? Nói hết thì vâng. Thưa quý vị các bạn, hiện nay chúng tôi đang bây giờ chúng tôi mới nói là chúng tôi đang ở giữa cái rừng hoa, một rừng hoa san hô của Quảng Ninh. Đấy là rất tuyệt vời. Đây là những cái cô gái ở cái đội mà đội may Treppmutter ở Berlin. Cái đội mà rất là đông, có 350 người, mà chủ yếu là chị em phụ nữ đúng không? 300 phụ nữ mà hết sức tuyệt vời. Và hôm nay chúng tôi gặp, em có cảm nhận gì mà em nói chuyện ngày hôm nay? Cảm nhận hôm nay là rất tuyệt vời hôm nay ạ. Hôm nay rất là vui ạ. Chị Ông Đào Hina tổ chức một buổi tối rất là vui và bọn em rất là thích ạ. Vậy như vậy là trong cái đợt gặp gỡ này, bạn có cảm giác lúc nào đấy có một cái dòng nước mắt nào không khi gặp nhau? Có chứ anh, khi gặp gỡ lại các bạn bè nhiều khi 35 xa cách gặp lại thấy rất là vui, có thể là rơi lệ cũng có thể. Các bạn biết là người ta nói rằng là nước mắt để cho ngày gặp mặt. Hôm nay ngoài cái nụ cười chúng ta gặp nhau ra thì có cả nước mắt đúng không ạ? Vâng ạ. Em Liên nói có đúng không ạ? Đúng ạ. Em tên là Vinh. Vâng, em cũng ở ngoài Hòn Gai. Ở ngoài em Hà Lầm, em người Hà Lầm. Bây giờ nhà em chuyển ở chỗ công ty Đông Bắc. Vâng, định cư đấy. Em ở ngoài Munich. Minh Chèn. Yeah. Và thưa quý vị các bạn, là các bạn đã nhìn thấy một cái gương mặt từ Minh Chèn cách đây gần 800 km đến đây. Bây giờ chị có thể nói gì cho mọi người? Em rất là mừng là sau 30 năm lại gặp lại những người bạn. Em chúc tất cả các anh, các chị cũng các bạn bè của em có một cuộc sống trong tương lai lúc nào cũng đẹp, mà mãi mãi là những người thành đạt trong cuộc sống. Tôi muốn nói các bạn rằng đây là một cuộc vô cùng tuyệt vời, mà tôi rất là may mắn vì tôi là một trong những người Quảng Ninh mà đã gặp để gặp các bạn ở đây. Cảm ơn các bạn trong cái buổi kỳ chúc tay chung hôm nay. Vâng ạ, cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay, và chúc tất cả các bạn có một cái niềm vui mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Es ist ein wunderschöner Anlass, dass die Vietnamesen sich nach 30 Jahren, die bei Treffmodelle gelernt und gearbeitet haben, mal treffen. Vâng ạ, con gái tuổi 20 là bước sang nước Đức lúc bấy giờ và chị đã đến cái đội may này. Ở lúc bấy giờ chị ở nhà chị đã có may cái gì chưa? Dạ chưa. Chưa may cái gì? Cô giáo. À, chị làm cô giáo. Như vậy là chị làm cô giáo mà chị lại bỏ cô giáo mà chị đi sang nước Đức. Lúc ấy như vậy chị gặp khó khăn gì không? Dạ có. Chị nói tôi có thể qua lúc khó khăn của mình nhỉ? Dạ bị người ta đưa lên báo nói cô giáo bỏ dạy. Vâng ạ. Như vậy là các bạn biết rằng là ở nước Đức chứ lúc bấy giờ là có khoảng độ trên 100.000 người Việt Nam đến lên lao động ở đây. Và cái người lao động ấy thì không phải là ai cũng biết nghề. Và ở đây là một trong những cái cô giáo đã dạy học, và cuối cùng cô giáo lại bỏ dạy học đến đây và để làm nghề thợ may. Thưa quý vị các bạn, trong buổi gặp mặt này, mọi người đã dành bó hoa tươi thắm để tặng chị Đào Ina, một đội trưởng nhiệt tình và có trách nhiệm với mọi người. Chị Đào Ina không chỉ là người đội trưởng có trách nhiệm khi mà đội còn là một đội lao động, mà còn là một người tham gia tích cực hoạt động trong công tác cộng đồng. Chị luôn là người đứng ra làm trưởng ban tổ chức cho các cuộc gặp mặt truyền thống của đội. Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn chị Đào Ina. Mời chị lại đứng ra tổ chức cái ngày gặp gỡ như thế này. Thưa anh, là cái này là cái mong muốn của rất nhiều anh chị em ở trong đội. 30 năm không phải là một chặng đường ngắn, mà cả một quãng đường mà anh chị em đã đi qua. Vui có, buồn có, gian khổ có cả nước mắt, có cả mồ hôi. Và đến bây giờ 30 năm anh chị em có ngày hôm nay thì anh chị em vẫn muốn gặp lại để tri ân những người đã từng cưu mang giúp đỡ mình từ những ngày đầu đến Đức. Chị em sau khi là bức tường Berlin không có còn nữa thì đội là rất là đông, 350 người mà chỉ có 150 người về thôi, 200 người ở lại. Mà anh thấy đấy, hôm nay số anh chị em đến chưa đủ, một số anh chị em còn ở Việt Nam. Cho nên là một cái nguyện vọng của anh chị em là sao chăng nữa trong cuộc đời này phải gặp lại tất cả những người từ những ngày đầu mình sang đây, từ lúc mình 18 tuổi, 30 năm rồi, người trẻ nhất là 48 tuổi. Có người đã lên ông, lên bà, nhưng mà chúng em vẫn muốn nhìn lại cái quãng đường mình đã đi. Và bây giờ nhà nước Đức, chúng em phải hội nhập, phải làm gì để cho con em của mình, để cho cái thế hệ thứ ba
của mình ở Đức như thế nào. Đấy là cái tâm huyết của đội, cũng là cái tâm huyết của anh chị em ở trong đội, cũng là cái tâm huyết của em. Vâng ạ, cảm ơn chị và chị đã dành cái thời gian để trả lời cho chúng tôi. Và xin chúc chị sức khỏe cũng như là chúc đội May Tref Moder và mỗi năm gặp nhau một lần. Xin vâng ạ, cảm ơn chị. Và cũng rất hy vọng Việt Đức luôn đồng hành ủng hộ chúng em.